Chào các bạn, hôm nay mình quay cái phòng game. Phòng game này mình làm cũng được 5 năm rồi. Đây. Bề ngang 10 mét. Đây, cửa vô với một cửa ra đây. Ngang 10 mét và dài 25 mét. Ngày mình quay sơ bộ cái phòng game cho các bạn xem thôi. Đó, quay tiếp. Này, phòng game này là cái dạng phòng game bình dân nha các bạn. Bình dân ở kinh doanh ở ở huyện thôi. Huyện. Thường thường thì phòng game thì nó phải từ 200 mét trở lên, 200 mét vuông á. Càng rộng càng tốt, nhưng phòng game bình dân mình làm tầm 250 tới 300. 300 càng tốt, cái này mình làm là 250. Bề ngang 10 bề dài 25. Đó, rồi các thiết bị. Đây các thiết bị. Cái này mình chia theo khu vực đúng không? Khu vực nữ thì nam, tập ở đâu đâu mình phải biết phân chia. Đây là cái dàn máy chạy bộ. Máy chạy bộ này mua cũng được 5 năm rồi các bạn, cũng nó hàng này nó cũng lâu xuống lắm, nó 5 năm mà nó cũng còn mới. Này, nguyên cái dàn máy khối này cũng 5 năm rồi đó, mà thấy nó cũng không thấy nó xuống, nó cũng còn mới. Kinh doanh phòng game thì nó được cái mình vừa kinh doanh mình vừa tập luôn. Vừa kinh doanh vừa tập nó vừa mang lại sức khỏe cho mình mà mình cũng vừa có cái thu nhập ổn định. Kinh doanh phòng game thì khác với kinh doanh trò chơi điện tử với quán nhậu này kia. Mình kinh doanh cái lĩnh vực đó thì nó tổn hại sức khỏe mình lắm, còn cái này kinh doanh cái lĩnh vực phòng game này thì sức khỏe mình ngày càng tăng rồi, mà chẳng những vậy mình còn đem lại sức khỏe cho người khác, đem lại niềm vui cho người khác. Đây ngay khu vực tạ tập để tùm lum. Đây là mấy cái bài tập, mấy bài tập mình sưu tầm ở trên trên mạng giảng đấy chứ. Đây đi sao đây là cái dàn 8 khối này dành cho nam. Lúc sau thì thường nam tập nhiều. Game thì nếu mình phòng game mình kinh doanh ở huyện thì nó thời gian mở cửa nó cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là tầm từ 4 giờ tới 7 giờ rưỡi là người ta tập đông, còn mấy giờ kia thì tập cũng lai gai 2 giờ mới mở cửa, còn từ 7 giờ rưỡi sáng tới 2 giờ chiều là mình đóng cửa rồi. Này là lúc này là 11 giờ rưỡi mà mình cũng đóng cửa, mình quay. Sáng thì mình mở tầm 5 giờ tới 7 rưỡi thôi. Ngày các bạn trong nhà có đất trống thì các bạn nên kinh doanh. Ngày cũng kinh doanh này nó đem lại cái nguồn thu nhập cũng ổn định, cũng tương đối ổn. Đây. Này, mình bữa nay mình quay nhiêu thôi, còn bữa sau tiếp tục mình chia sẻ kinh nghiệm tiếp. Mình làm game cũng được 5 năm rồi, cũng được một số kinh nghiệm nữa, mình chia sẻ tiếp mấy video tiếp theo. Khu vực mình cũng không có cần phải ngay trung tâm đâu,
ngoại thành chút xíu nhưng mà nó cũng phải gần khu dân cư. Đây, đưa mình trước cũng được. Gắn lắm gì đó. Gắn chỗ cũng xa trung tâm đó nhưng mà cũng